Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình Nhận Thời Sự trong tuần này. Kính thưa quý vị, một cái sự kiện thời sự có tính chất nổi bật trong tuần lễ vừa qua. Chúng ta biết là ngày 18 tháng 10 vừa qua thì ông Tập Cận Bình cũng có đến thăm nước Anh. Thì ông đã có một cái sự tiếp đón rất là nồng nhiệt từ Vương quốc Anh. Theo như là thống kê thì chúng ta biết là hàng năm nước Anh chỉ có dành cho hai cuộc đón tiếp long trọng, thì năm nay đã có đón tiếp Tổng thống Obama và lần này là ông Tập Cận Bình. Thì theo những cái nguồn tin chúng ta biết thì nước Anh thì có những cái nguồn lợi về kinh tế, thành ra họ có dành cho một cái cuộc đón tiếp ông Tập Cận Bình tương đối là nói nó là rất là trang trọng lần này. Thì kính thưa bình luận gia Lê Đại Nguyên, cái việc đón tiếp của nước Anh này theo chúng ta, theo nhận định ông, có phải là một sự xé lẻ cho nước Anh không có sự đoàn kết như những cái đồng minh khác, hay là một sự sắp xếp trong cái bàn cờ thế giới thưa ông? Vâng, chúng tôi cho rằng xé lẻ cũng một phần, mà gọi là có sự chia chác những ngang nước lớn ở trên thế giới chơi vùng ảnh hưởng. Rõ ràng chúng ta thấy là khi Nga mà chạy bên Trung Đông thì Pháp chạy Bắc Phi, Ai Cập Bắc Phi rồi cũng sang vùng Trung Đông, rồi bà Merkel của Đức ấy, lại cũng sang Ả Rập Xê Út rồi sang Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy hầu như bên Âu Châu họ chuyển trục từ Đông sang Tây, tức là đi sang cái miền mà Trung Đông đó và Bắc Phi. Thì chúng ta thấy rằng hình như là nó bỏ trống ấy về Á Châu, còn Hoa Kỳ thì chuyển trục sang Á Châu. Mà chuyển trục Á Châu, Hoa Kỳ thấy rõ ràng là đi thẳng, bây giờ chúng ta thấy là đi với Nhật Bản, đi Ấn Độ, đi Úc, để đi các nước Đông Á. Hầu như bây giờ, hầu như là các nước Đông Á thì hơi nghĩa là rất rất nhiều nước nhỏ trong đó thì có nhiều che rẽ. Nhưng bây giờ hầu như khi mà cái hội nghị Hương Sơn của Trung Cộng nó thành công, để là tập trận chung với Trung Cộng, để ông Đông Nam Á, ASEAN tập trận chung, thì chúng ta thấy hầu như cả các nước ông Đông Á cũng xuôi theo đi với Mỹ. Thế cái việc chuyển dục của Hoa Kỳ sang bên Á Châu, Thái Bình Dương, và họ làm xong cái thỏa thuận cái TPP, tức là xuyên Thái Bình Dương rồi đó, thì tự nhiên Trung Cộng bị cô lập, Nga chạy bên kia rồi. Thì bây giờ làm sao? Vấn đề trên thế giới nó nguy hiểm cái là nếu để họ ở thế cô lập thì có thể chiến tranh nổ ra. Vì cái họ ông Tập Cận Bình thì nghĩa là lên thì bảo bức giấc mơ Trung Hoa đó ghê quá, mở ra một đầu chuỗi hạt trai bên Ấn Độ Dương rồi mở xuống Biển Đông gì. Mà chuỗi hạt trai bên Ấn Độ Dương thì ta nhổ hết thôi. Tức là cuộc tập trận mới đây giữa Nhật Bản, Úc với Nhật Bản, Mỹ với Ấn Độ đó, thì coi như là cái biển, cái biển Ấn Độ Dương không còn thấy Trung Cộng nữa. Còn miền Đông thì bây giờ đấy, cái trước đi tập trận, trước khi tập trận thì mà Nhật Bản khánh thành mấy cái trưng bày mấy cái chiến hạm lớn đó, thì Nhật này, Mỹ này, Ấn Độ này, Pháp này cũng đưa tàu chiến mình vào đó để biểu diễn không được. Ta thấy rõ ràng là về quân sự, Trung Cộng muốn vào tại đưa từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương làm cái chỗ hạt trai như vậy, tức là cái gọi là cái đường tơ lụa của việc trên biển coi như thất bại. Để Trung Cộng và khu lắm chất là chuyên Thái Bình Dương thành hình với 11 nước chung quanh Thái Bình Dương, 12 nước tất cả như vậy, thì họ thấy cô lập. Mà để cho Trung Cộng vào thấy cô lập như vậy thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên Nhật Bản với này Nam Hàn với Trung Cộng cũng sẽ họp nhau để làm dịu đi. Và cái dịu nhất để Trung Cộng khỏi mất thế quốc tế thì người Anh là cái nơi mà để Trung Cộng dựa. Cho nên là nước Anh đón tiếp, đấy là nữ hoàng mời. Chúng ta biết là ngày xưa đó, trong bát quốc liên quân mà đánh nhà Thanh ấy, thì ông Angle là dẫn đầu rồi vào rồi đánh cả Trung Hoa lục địa, phá hết tất cả, rồi cuối cùng mà ông chia mảnh đất cho những người nhượng địa mà cấm chó và người Trung Quốc vào mà hiểu quá. Đây là vấn đề đặt ra. Rồi ông ấy tung một cái kế hoạch mà gọi là nha phiến cho dân Trung Hoa quốc thúc phiện dài dài hết, không ai còn làm gì nữa. Thành ra vấn đề đặt ra, ăn lại ác lắm, ăn lại cai trị cho ác lắm. Nhưng bây giờ thì không có ăn lại, bây giờ đi vai rồi đây. Ăn lại là cái nước mà ta thấy là họ là người mà trong thời thực dân họ lãnh đạo khối thực dân
quan trọng hơn hết, họ làm chủ tất cả thế giới rồi. Chúng ta nhớ ngày xưa mà không có nước cờ nước Anh bao giờ từng mất trên trên từng tuyên bố là mặt trời không bao giờ lặn trên vương quốc Anh. Yeah. Đấy thì vấn đề thật ra là nước Anh như vậy. Thì bây giờ ép buộc anh Trung Cộng phải trở lại quay lại với nước Anh, mà quay lại sách một gói bạc 30 tỷ bảng. 30 tỷ bảng tính mấy, euro trăm, mấy trăm tỷ 480 tỷ euro, yeah. Còn trên 500 tỷ đô la. Thế vấn đề đặt ra có xe giói hồi ông sang ông Tổng Bình sang Mỹ có 38 tỷ thôi. Thì bên kia là như vậy, ta thấy rằng nước Anh bây giờ đi với Trung Cộng để làm cho Trung Cộng không bị cô lập ở trên trường quốc tế. Yeah. Nhưng mà mặt khác thì như vậy có tạo cái sự khó chịu cho Hoa Kỳ cũng như các không, bất đấy là Hoa Kỳ thì họ khôn lắm, họ chuyển trục sang Á Châu. Ta nói là chuyển trục Á Châu họ thì họ có một cái Ấn Độ này, có Nhật Bản này, có cái Đông Nam Á này, có cả cái gọi là bây giờ cái biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương là trong cái ao hồ của họ này. Họ to quá rồi, bây giờ còn muốn gì nữa. Mà trong khi nước Anh ấy, chúng ta nhớ được Anh với Mỹ đó, cái hệ thống tài chính họ là coi như anh chị em từ xưa nay, vẫn coi anh chị em, cho nên cái đồng bảng của họ đó, không chịu vào euro với euro là vì họ dựa vào đồng đô la. Họ có cả các liên hiệp Anh để phát triển, họ dựa đồng đô la để phát triển, nó không vào cái euro. Và một năm hơn năm nay thì họ muốn ra khỏi khối euro để làm gì vậy? Để mà đi với Trung Cộng, để các anh đi với nhau. Thì vấn đề đặt ra chúng ta thấy rằng hiện tại như vậy, hầu như là trong cái thế này là phải có sự đồng ý của Mỹ. Yeah. Mỹ cô lập Trung Cộng, Anh đón Trung Cộng. Thì Trung Cộng vẫn nằm trong tay một cái hệ thống mà Anglo-Saxon. Chúng ta thấy rõ một cái điều, Anh không chạy đâu, chạy quanh quẩn đâu, nó trong đó thôi. Yeah. Cuối cùng để Trung Cộng không trở thành một nước bị cô lập hoàn toàn. Và khi một quốc gia khổng lồ như Trung Cộng có đầy đủ những vũ khí như vậy bị cô lập thì có chiến tranh. Thành bây giờ mở con đường cho Trung Cộng đi như vậy có chiến tranh. Thì bàn cờ thế giới hiện tại chia ra thì chúng ta phải thấy rõ ràng thân phận nước nhỏ nó vẫn là nước nhỏ. Nước đó nó chia với nhau quyền lợi ở trên đầu chúng ta. Thì rõ ràng Đức cũng sang bên Trung Đông, rồi Pháp cũng sang Bắc Phi Trung Đông, rồi Nga cũng sang bên Trung Đông. Thì bỏ trống lên Á Châu này thì Mỹ, tất cả của Mỹ ở trên Á Châu này, còn Trung ở đâu? Trung Cộng đi đâu bây giờ? Nhưng mà đôi khi mình ngồi mình suy nghĩ, chiến tranh là một vấn đề mà tất nhiên là không ai muốn đụng chạm tới, cũng như là ráng cố gắng tránh. Nhưng mà nếu mà vấn đề mà để cho chiến tranh nó xảy ra, biết đâu đó là một cái, theo ông có nghĩa là một cái giải pháp hay để có thể mình đúng đó mà tạo cái cơ hội cho cái Trung Cộng sụp đổ không thưa ông? Trung Cộng sụp đổ thì bây giờ họ, chúng ta nói với Hoa Kỳ là chủ trương diễn hòa bình. Việt Cộng họ không muốn đánh đổ nữa, muốn chỉ Trung Cộng. Nó phải tự diễn hòa bình. Thì anh đi vào cái anh đi cô lập cái thế giới, anh cô lập rồi anh bị anh xoay vào phải tự củng cố. Vì Trung Cộng bây giờ họ là một cái chính quyền độc tài, không phải như nước Mỹ, họ muốn làm gì làm. Họ xách một gói bạc khổng lồ sang bên Angle, có ai phản đối không? Không ai phản đối hết. Nhưng Mỹ không làm việc đó được, phải ra quốc hội anh chi tiền. Bây giờ chẳng hạn những cái nợ trần của nước Mỹ là khó khăn. Bây giờ này nợ trần nước Mỹ chỉ có cho chính quyền nợ cái nước bên đến mức đó thôi, tức là ví dụ như 2.000 tỷ anh còn nợ được 2.000 tỷ thôi, anh không vượt qua cái đó được. Nhưng mà nếu không vượt qua cái nước đó thì đến cái hạn đáo hạn trả tiền ta không có tiền. Thì phải tháng 11 này, tháng 1 năm 1 quốc hội phải chấp nhận cho là vượt cái nợ trần, tức là vượt qua cái trần mà từ xưa nó an định cho nước Mỹ thì có tiền trả nợ và không bị phá sản. Bây giờ tức cười nước Mỹ khổng lồ như vậy phá sản, ai tin được? Nó là vậy bởi vì nó không phải là chính phủ quyết định tất cả. Bây giờ nhà băng thì là tư nhân, còn chi tiền ra là quốc hội chi tiền, chính phủ thì bị kiểm chế kiểm soát, còn ông Tập Cận Bình ai kiểm soát? Một cá nhân quyết định thôi, không ai kiểm soát, không quốc hội nào, không dân chúng nào. Tôi muốn làm gì tôi làm, tôi xách các bạc khổng lồ sang Anh, tôi xách sang Mỹ, tôi muốn đi đâu đi thôi, tôi muốn làm gì làm. Tức là trong tay của ông Tập Cận Bình đó là nhà độc tài. Thành vấn đề là ra chúng ta nghĩ rằng Trung Hoa nó mạnh đấy, chứ nó không phải nó mạnh,
với cái mức sống của người dân Trung Hoa đó, 1.3 tỷ người. Thì ví dụ như 1.3 tỷ mỗi người một tháng 1.000 đồng đô la, năm sau so sánh người dân Mỹ một tháng một năm bao nhiêu, 20-30 ngàn đô la. So sánh nước Nam Hàn cũng thế, không lại với người ta. So sánh Nhật Bản thì gọi là nước Trung Cộng nó giàu là vì chính phủ độc tài, nó muốn làm gì nó làm, nó có thể dùng tiền để mà tuyên truyền, dùng tài chính để kinh tế mà tuyên truyền, tùy nó. Thì người ta nghĩ rằng, và cũng là một cái phần vì báo chí bên tự do họ thổi lên, vậy để đích thực ra với cái mức sống như vậy, anh thua cả Singapore, anh thua tất cả Nam Hải, anh thua cả Đài Loan, không cách gì gọi là đại cường được. Thì có thể là thổi phồng lên những cái con số thống kê mà thôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất tiếc là đại chương trình đã hết giờ ngày hôm nay. Một lần nữa rất là cảm ơn những lời phân tích của Bình Gia Lê Đình Nguyên, và mời ông gửi lời chúng ta chia tay quý vị khán giả, thưa ông. Cảm ơn. Chào quý vị. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình Nhận Định Thế Sự tuần sau.